là mấy giờ nhỉ? 3 giờ. Bây giờ mình sẽ chụp lại cho mẹ nha. Nói mẹ đây phải không? Bác Hoàng chào bác Linh à? Hả? Bác Hoàng ở đâu chào bác Linh? Chị Linh ơi, bác Hoàng chào chị ở đâu? Rất tuyệt vời. Xin chào đỉnh gió Mẫu Sơn. Thank you.